Em Hạnh xin được gửi lời chào tới quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Người Tây Nguyên của em Hạnh nhé. Hôm nay em Hạnh đang ở vị trí xã Gia Bích, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị chúng ta một lô đất mặt tiền đường liên thôn liên xã như vậy. Một lô đất nằm ngay khu vực ngã tư và ở đây dân cư khá là đông nhé. Và lô đất của mình thì đẹp nhiều mặt nha quý vị. Chủ nhà cũng cần tiền nên là mong muốn thanh khoản với một cái giá cực kỳ là rẻ. Và em Hành cũng nói luôn là ngày trước em Hành được gia chủ mong muốn bán là 800 triệu cho tổng lô đất là 35 mét trước, 35 mét 20 sau và chiều sâu của mình là 49 mét và có 300 mét đất ở thổ cư nhé. Trước thì chủ nhà cũng mong muốn là 800 triệu nhưng bây giờ chủ nhà cần tiền và rất là thiện chí bán với cái mức giá là chỉ có 19 triệu nhé, 19 triệu một mét ngang mặt tiền đường. Và điểm mạnh của lô đất mình ngày hôm nay thì sát bên á, là đang là đổ móng để xây một cái ngôi trường cấp 1 nha quý vị. Đó, trường cấp 1 là sát với lô đất của mình luôn thì rất là giá trị nhé. Chủ nhà bán chỉ có là 19 triệu một mét. Lô đất này thì nó nằm cạnh với một cái quán tạp hóa này và dân cư. Và quan trọng nhất, lô đất của mình còn có thêm là hai cái ngôi nhà xây nhá. Ở trên đất thì có ba ngôi nhà nhưng mà chủ nhà sẽ chuyển đi một ngôi nhà gỗ, còn hai ngôi nhà xây. Đó, đây là một cái sản phẩm mà bà con không thể bỏ qua nhé. Và ranh biên của lô đất mình thì đến ngay cái vị trí cái tôn này này. Và chúng ta kéo sang phía bên cạnh nhé, là 35 mét theo mặt tiền này. Và đây là ngôi nhà xây. Đó, có hai ngôi nhà xây nhé. Ngôi nhà của mình ngày hôm nay thì cũng rất là cũ kỹ rồi. Nhưng mà bà con mà chưa có điều kiện á, chúng ta có thể là sơn sửa lại và tận dụng để bà con chúng ta có thể làm nhà ở tạm cũng được nhé. Và ở trên đất là có một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ này thì chủ nhà sẽ dỡ và mang đi vào ở phía trong rẫy nhé. Và đây là con đường liên xã nha bà con. Và ranh giới của lô đất mình ngày hôm nay thì được chủ nhà đã rào xung quanh lưới B40, là bề ngang mặt tiền là 35 mét, sâu là 49 mét, phía sau là nở hầu 20 mét nha. Và bên cạnh của lô đất mình á, ngày hôm nay là đang xây một cái ngôi trường cấp 1 này. Đó, giáp ranh với mình luôn. Đó, vừa rồi là đổ móng rồi nha bà con nha. Và chủ nhà bán chỉ có là 19 triệu một mét ngang mặt tiền đường, tương đương là 665 triệu cả lô nha bà con. Quá là rẻ đúng không ạ? Một lô đất quá rộng lớn mà chỉ có 665 triệu ạ. Và có hướng chính là hướng chính đông ạ. Của mình là có 300 mét đất ở thổ cư. Chiều sâu nó là 49 mét. Đó, đất là bằng phẳng, phù hợp cho bà con chúng ta là buôn bán cho học sinh này. Đó, làm nhà làm cửa rồi cho con cho cái thì quá là thoải mái luôn. Đó, có giếng, có điện, có bồn nước đầy đủ hết rồi ạ. Đó, đây là một sản phẩm mà quá là rẻ. Đó, và từ vị trí lô đất của mình, chúng ta di chuyển ra đến trung tâm huyện Iagrai là 13 cây số ạ. Và bà con chúng ta ra thành phố Pleiku là bán kính là 25 cây. Đó, đây là hai ngôi nhà của mình này. Đó, ngôi nhà xây. Ngôi nhà này thì bà con chúng ta mà cái nguồn tiền nó ít á, thì bà con chúng ta có thể là sử dụng tạm nhé. Đất đai bằng phẳng và giá chỉ có 19 triệu một mét nha bà con. Quá là rẻ. Chưa đến 20 triệu mà. Quý vị bà con chúng ta mua là có thể là phân phân lô và có thể là đầu tư, tại vì bất động sản thì càng ngày nó sẽ là lên. Và cái ngôi trường mà ở bên cạnh mình nhá, sau khi hoàn thiện thì chắc là không có cái giá 19 triệu đâu bà con nhé. Và đến đây thì em Hành cùng mời quý vị chúng ta theo dõi trên flycam để bà con hình dung ra lô đất của mình nhé. Đó.
trường chuẩn bị xây đây bà con nhé. Giao thông rất là thuận lợi. Đó. Và bà con chúng ta có nhu cầu muốn sở hữu lô đất thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0976660424. Em Hạnh sẽ tư vấn cho bà con mình nhé. Và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo ạ.